Đáng lẽ ra Balotelli đã có thể chơi tốt hơn nếu anh ta có đầu óc một chút. Nếu như học được phẩm chất của Ibrahimovic với tài năng của Balotelli, anh ta đã giành được 5 quả bóng vàng. Thực chất, Balotelli là một chàng trai tốt nhưng anh ta chỉ hơi điên một chút thôi. Bạn đã bao giờ thấy một người đại diện nói về cầu thủ của mình như vậy không? Có lẽ là chưa bao giờ. Nhưng nếu đó là lời từ miệng Mino Raiola để miêu tả Mario Balotelli thì chẳng có gì khó hiểu. Đến nay nhiều khán giả vẫn nhắc tới kỳ Euro 2012 như một cột mốc của bóng đá Italia và là đỉnh cao của Balotelli trong màu áo thiên thành. Ngày 28 tháng 6 năm 2012, trận bán kết trên sân vận động quốc gia Ba Lan giữa Đức và Italia, Riccardo Montolivo phút một đường bóng dài cho Mario Balotelli và số 9 của Italia khống chế bóng gọn gàng rồi tung ra cú dứt điểm căng như búa tạ vào lưới New. Balotelli cởi phăng chiếc áo thi đấu, làm động tác khoe cơ bắp như một vận động viên thể hình. Khoảnh khắc ấy, anh đã mãi trở thành huyền thoại của mạng xã hội. Balotelli là như thế, ở bất cứ đội bóng nào, anh cũng có thể tạo ra những đường bóng kỳ diệu. Nhưng vấn đề được đặt ra là rồi đa số mọi kết thúc sau đó đều vì những lý do cá nhân gắn với vấn đề kỷ luật. Why always me? Tại sao luôn là tôi? Dòng chữ kinh điển được ngôi sao người Italia khoe ra trong trận derby thành Manchester nhiều năm về trước dường như chính là câu hỏi mà giới mộ điệu luôn muốn hỏi anh. Tại sao luôn là anh trong những rắc rối, những cuộc chia tay khó hiểu và chóng vánh với các câu lạc bộ? Trong trận gặp Inter Milan tại Serie A ngày 30 tháng 10 năm 2019, Balotelli đã có tình huống có thể xếp vào dạng không thể tin nổi và gián tiếp khiến cho đội nhà nhận thất bại. Tình huống diễn ra ở phút 73 của trận đấu, khi Brescia được hưởng một quả phạt góc bên cánh phải. Lúc này Inter Milan đang dẫn trước với tỷ số 2-0. Từ đường câu bóng của đồng đội, chính Balotelli là người đã bật cao đánh đầu. Cú đánh đầu đập đất vô cùng khó chịu khiến cho thủ thành Handanovic lóng ngóng và mất hai nhịp mới có thể để bóng ra. Rất nhanh sau đó, Balotelli liền ập vào, trong tình thế không thành đã bỏ trống. Do Handanovic rơi vào tư thế bất lợi sau tình huống xử lý trước đó, cơ hội cho chân sút sinh năm 1990 là rõ ràng. Thế nhưng anh lại khiến các đồng đội phải ôm đầu tức núi, bởi dù chỉ cách khung thành khoảng 1 mét nhưng cú sút liền chân của Balotelli lại đưa bóng lên trời. Pha bỏ lỡ cơ hội 10-10 này khiến cho khả năng lật ngược tình thế của Brescia càng thêm khó khăn. Dù họ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút 76 sau nỗ lực đột phá của Dimitri Bisoli khiến cho Skriniar đã phải phản lưới nhà. Song, Inter Milan vẫn có được chiến thắng chung cuộc 2-1. Pha bỏ lỡ điên rồ ấy chỉ tố cáo lên một sự thật: Balotelli không nên thuộc về bóng đá đỉnh cao nữa. Sau khi thanh lý hợp đồng với Olympic Marseille, Mario Balotelli thuộc diện cầu thủ tự do. Bất cứ câu lạc bộ nào nếu muốn thu nhận anh cũng không phải tốn một xu chuyển nhượng. Vậy mà suốt một thời gian dài, không đội bóng nào thu nhận Balotelli. Mãi về sau Brescia mới chấp nhận thu nạp anh. Từ một chân sút được đánh giá là có tiềm năng vĩ đại, là tương lai sẽ vực dậy bóng đá Ý, chân sút mang biệt danh Super Mario đã trở thành hàng cho không ai thèm nhận. Lúc ấy Bidat đến đã có những tin tuần rằng Balotelli sang tận Brazil để tìm con đường cứu vãn sự nghiệp. Khi bắt đầu sự nghiệp ở Italia, trong năm đầu tiên ở đội hình chính, dù chỉ bắt đầu được thi đấu thường xuyên ở nửa sau của mùa giải, nhưng số phận đã sắp đặt, Balotelli luôn để lại những dấu ấn đậm nét ở những trận cầu lớn. Ngày 30 tháng 1 năm 2008, Inter đến làm khách trên sân của Juventus ở trận lượt về tứ kết cúp quốc gia Italia. Trong tình thế buộc phải thắng sau khi để hòa 2 đều ở trận lượt đi, đội bóng áo xanh đen chứng kiến tiền đạo mới 18 tuổi Balotelli tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp giúp Inter giành chiến thắng chung cuộc 3-2 đầy kịch tính. Đáng nói hơn, hai pha lập công của anh chàng mặc áo số 45 đều đến từ những pha xử lý tự tin và đĩnh đạc, hiếm thấy ở một cầu thủ còn quá trẻ. Báo chí Italia dành tặng cho anh những lời khen ngợi, và từ đó cái tên Super Mario bắt đầu nổi tiếng. Thành tích của Balotelli ở các đấu trường quan trọng ngày càng tiến bộ rõ rệt. Ở mùa giải 2008-2009, anh có tổng cộng 13 bàn thắng và kiến tạo cho Inter Milan tại Serie A, Champions League và Siêu Cúp Italia. Mùa tiếp theo, con số này tăng lên tận 20 tính thêm cả cúp quốc gia. Thế nhưng từ đây, những rắc rối gây nên bởi bản tính ngổ ngáo của Balotelli bắt đầu xuất hiện. Anh ngang nhiên mặc áo đấu của AC Milan trên sóng truyền hình mà không thèm suy nghĩ về sự kình địch của hai đội bóng cùng thành phố. Người hâm mộ Inter Milan dù rất yêu mến một cầu thủ xuất phát từ học viện đào tạo của câu lạc bộ, tuy nhiên họ chỉ trích anh nặng nề vì hành động của Balotelli là khó mà dung thứ. Với bản tính của một kẻ phiêu lưu, ham thích tự do, chán ghét sự bó buộc cộng thêm mối bất hòa với các cổ động viên, thật khó để Balotelli ở lại. Inter Milan đã cho anh đầy đủ danh hiệu với cú ăn ba lịch sử, thế nên anh quyết định khăn gói ra đi khỏi đất nước hình chiếc ủng. Manchester City, gã nhà giàu mới nổi ở nước Anh khi ấy đem anh về với mức giá 29,5 triệu euro, một con số khá cao hồi năm 2010 dành cho một cầu thủ mới 20 tuổi. Ở xứ sở sương mù, cả tài năng lẫn tật xấu của Super Mario đều đạt tới mức độ đỉnh cao. Vì thế không ngạc nhiên khi tiền đạo người Ý trở thành con mồi béo bở cho cánh báo chí Anh Quốc. Cái tên của Balotelli hầu như không bao giờ vắng bóng trước các trang thông tin. Trên sân bóng, Super Mario gây sốt bởi khả năng dứt điểm cực kỳ ổn định, đặc biệt
Balotelli phát triển kỹ năng sút penalty có phần chiêu trò nhưng lại rất hiệu quả. Anh ít khi thất bại dù đối mặt với những căng thẳng tột cùng trên chấm 11m. Các thủ môn đã làm đủ mọi thứ để lay động tâm lý, nhưng khuôn mặt của Balotelli vẫn luôn lạnh tanh như thể chẳng điều gì có thể mảy may làm anh run sợ. Và sau những lần làm tung mảnh lưới của đối phương, khuôn mặt ấy cũng chẳng biến đổi quá nhiều dù chỉ là chút ít. Đối với anh, việc ghi bàn là quá bình thường, chẳng có gì vui mừng về điều đó cả. Người ta chỉ thấy anh vén áo ngạc nhiên, tại sao luôn là tôi, như một cách trêu ngươi việc Thượng Đế đã ban cho anh một tài năng luôn tỏa sáng ở những trận cầu đỉnh cao. Về Balotelli, ông thầy cũ của anh ở Inter trước đây, huấn luyện viên Jose Mourinho, từng ví von đầy ngộ nghĩ như thế này: tôi có thể viết cả cuốn sách về Balotelli, nó có thể được dựng thành phim, một bộ phim hài. Người đặc biệt không quá lời giữa những bàn thắng của Balotelli và những scandal của anh, nhớ về điều thứ hai dễ hơn nhiều so với điều thứ nhất. Lấy tiền thách người dưng phi xe máy xuống biển đã nhằm nhò gì? Hồi còn khoác áo Manchester City, Balotelli còn từng lấy tiền làm mùi nhử để thách em trai mình uống nước tiểu cơ mà. Cũng trong những năm tháng ở Anh, Balotelli lưu danh sử sách về hàng loạt những chuyện điên rồ khác, như bắn pháo hoa cháy nhà, phóng phi tiêu vào các cầu thủ trẻ của Man City, tần nhau trên sân tập với huấn luyện viên Roberto Mancini. Về quê nhà Italia, Balotelli phóng thẳng xe vào một trại nữ tù nhân chỉ để thỏa mãn tò mò xem bên trong đó như thế nào. Balotelli luôn là như thế. Thời tuổi teen, thời trẻ châu Anh quậy hết lần này đến lần khác đã đành. Sang tuổi 30 đến nơi, anh vẫn làm những chuyện điên rồ như thường. Sau những lần thay đổi câu lạc bộ từ Ý sang Anh, rồi cập bến từ Anh trở lại Ý, cuối cùng năm 2016, Balotelli cập bến Nice tại Ligue 1. Nhiều cổ động viên bất ngờ vì thương vụ này. Người bi quan thì tin đó là một sự đi xuống về giá trị của cựu cầu thủ Inter. Người lạc quan thì cho rằng đây là bước đệm cho một sự trở lại mạnh mẽ trong một đội bóng lớn hơn. Hai mùa giải đầu tiên, Balotelli chơi khá tốt. Mùa giải 2016-2017, anh ghi 15 bàn sau 23 lần ra sân Ligue 1. Mùa bóng tiếp theo, anh có 28 lần ra sân với 18 pha lập công tại giải vô địch quốc gia Pháp. Trong buổi tập đầu tiên cho Nice khi mới cập bến đội bóng, Nice Matin, một tờ báo địa phương, đã thống kê có hơn 30 phóng viên ảnh xuất hiện trên sân tập kèm lời nhận xét: chúng ta chưa bao giờ được thấy bất cứ ai làm điều tương tự như vậy ở đây. Các khán giả tưởng ngỡ đâu đây là nơi chốn bình yên để anh sẵn sàng trở lại bùng nổ, thì cuối cùng mọi thứ đâu phải như thế. Trước thềm mùa giải 2018-2019, Mario Balotelli và huấn luyện viên Patrick Vieira đã có những bất đồng, mà nguyên nhân là tiền đạo người Italia không được ra đi ngay trong mùa hè. Balotelli liên tục đi muộn và tập luyện hời hợt. Sau cùng, anh bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký của Nice giữa tháng 12 năm 2018 trước khi chuyển tới Marseille với bản hợp đồng đến hết mùa giải. Bây giờ, Balotelli vẫn chỉ giống như một chàng trai 26 tuổi vậy. Tôi nghĩ rằng sau này Balotelli vẫn sẽ giống như một anh chàng 16 tuổi ngay cả khi cậu ấy 45 tuổi. Tôi chỉ muốn chửi bậy và treo cậu ta lên tường. Người ta lại thấy Balotelli hồi sinh ở thành phố cảng nước Pháp. Anh ghi bàn ngay trận đấu đầu tiên dành cho các cầu thủ Olympic Marseille và lập công đều đặn suốt những vòng đấu tiếp theo. Đầu tháng 3, Super Mario lập siêu phẩm với cú xe đạp chồng ngược trong vòng cấm ở chiến thắng 2-0 trước Saint-Étienne. Anh ăn mừng bàn thắng bằng cách cầm điện thoại livestream ngay trên Instagram với lượng người theo dõi đông đảo của mình. Các người đồng đội cũng chạy tới chung vui với người đồng đội vô cùng cá tính. Tuy nhiên, rốt cuộc giữa Balotelli và Marseille chẳng có một bản hợp đồng gia hạn nào hết. Super Mario trở thành cầu thủ tự do. Tới Brescia thì tài năng của Balotelli cũng chẳng còn lại bao nhiêu nữa. Những ngày tháng ăn chơi và lời luyện tập đã làm máu mót thần đồng một thời của Italia. Tại sao Balotelli mãi không chịu lớn vậy? Trong cách suy nghĩ của Mario Balotelli có quá nhiều điều dị thường. Có người đổ tại xuất thân khác thường của Balotelli. Lên 3 tuổi, Balotelli đã phải xa gia đình. Bố mẹ của anh quá nghèo, không đủ tiền nuôi con. Anh phải làm con nuôi nhà khác. Ngay từ nhỏ, Balotelli khó mà tránh khỏi những lỗ hổng trong việc hình thành tính cách. Có người lại đổ tại từ bé cho tới lớn. Balotelli hay bị phân biệt chủng tộc. Anh như một con nhím phải cố xù gai nhọn để bảo vệ mình. Nên lúc nào anh cũng sẵn trong mình tư tưởng phản kháng. Lúc nào anh cũng sẵn sàng làm việc trái ngược với người khác mong muốn. Dần dần thành ra anh quen làm những điều bất thường. Nhưng nói như thế thì bao biện cho Balotelli quá. Trong giới cầu thủ không thiếu các trường hợp xuất thân cơ cực, càng không thiếu những trường hợp bị phân biệt chủng tộc. Họ đâu có mãi không chịu lớn như Balotelli. Nói gì thì nói, ý thức chủ quan của Balotelli vẫn là yếu tố quyết định. Anh không bao giờ có được đầu óc tập trung vào chuyên môn từ những việc nhỏ nhất. Đã hơn một lần Balotelli bị các phóng viên ghi được cảnh loay hoay mãi không mặc được xong cái áo tập ở trên sân. Mourinho kể rằng có lần ông hẹn gặp riêng Balotelli để trao đổi chuyên môn. Nhưng đến giờ hẹn thì anh im thin thít và lặn mất tăm. Gọi điện cho Balotelli, hóa ra anh đang đi xem đua F1. Roberto Mancini, đương kim huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Italia, là một người quá hiểu Balotelli. Tháng 5 năm 2018, ông giang vòng tay bao dung khi gọi cậu học trò lên tuyển sau 4 năm vắng bóng ở trận giao hữu với Ả Rập Xê Út. Nhưng rồi sau đó chính Mancini cũng không thể chịu đựng được vì động lực của cậu học trò quá thấp như một chiếc điện thoại đã hết pin. Thật tiếc khi thấy Balotelli phí hoài tài năng như vậy.
Hy vọng luôn là điều cuối cùng mất đi và một vài thứ lại nảy ra trong đầu cậu ấy. Thời gian trôi đi quá nhanh, cậu phải nắm lấy cơ hội mình có. Phong độ của Super Mario từ lâu nay đã chẳng còn ở đỉnh cao dù anh mới 29 tuổi. Trong độ tuổi ấy, nhiều danh thủ khác vẫn còn chinh chiến ở những đấu trường đỉnh cao, vẫn cống hiến những điều đẹp đẽ nhất. Nhận ra những điều ấy, hẳn chúng ta ít nhiều đều thấy tiếc nuối cho một tài năng đã từng tỏa sáng nhưng lại chống lụi tàn vì những điều phức tạp. Một tài năng không bao giờ vươn đến tầm mà đáng ra anh phải vươn đến.